Chào mừng các bạn đến với tiêu điểm tương ái cung băng. Ash là một xạ thủ tầm xa chuyên tung ra những đòn chí mạng và thả diều với những mũi tên băng, đồng thời có khả năng kiểm soát đường và khống chế tốt. Ash xuất sắc ở vị trí sát thương vật lý chủ lực, đồng thời có thể mở giao tranh hoặc hỗ trợ đồng đội từ rất xa. Kỹ năng nội tại của Ash là tập trung. Khi không tấn công, tỷ lệ chí mạng của cô sẽ được tăng theo thời gian đến tối đa là 100% và sẽ tăng nhanh hơn khi lên cấp độ cao. Đòn đánh thường đầu tiên của Ash sẽ sử dụng tỷ lệ chí mạng này, nhưng sử dụng kỹ năng không làm mất nó. Băng tiện khiến cho các đòn đánh thường của Ash làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu, tiêu thụ năng lượng theo mỗi đòn đánh khi bật kỹ năng này lên. Sử dụng các đòn đánh băng tiện để khiến đối phương không lại gần được bạn hoặc giữ mục tiêu trong phạm vi tấn công để tiêu diệt. Khi sử dụng thất tiễn xạ, Ash bắn tên theo hình nón về phía trước mặt. Mỗi mũi tên sẽ dừng lại ở mục tiêu đầu tiên chạm vào, gây sát thương vật lý và làm chậm kẻ địch theo cấp độ của băng tiện. Mỗi một mục tiêu sẽ chỉ dính một mũi tên, vì thế những mục tiêu ở xa có thể né được bằng cách lách giữa các mũi tên hoặc nấp ở sau lưng các mục tiêu khác. Bởi vì thất tiễn xạ làm chậm mục tiêu bằng băng tiện, nó sẽ không làm chậm mục tiêu nếu băng tiện chưa được cộng điểm. Ưng tiện có cả nội tại lẫn kích hoạt. Nội tại của ưng tiện là Ash sẽ được cộng thêm vàng mỗi khi tiêu diệt kẻ địch. Khi kích hoạt, Ash sẽ tung ra một con chim ưng đến vị trí chỉ định, soi sáng khu vực xung quanh đó trong vòng vài giây, kể cả trong bụi, nhưng không phát hiện tàng hình. Ưng tiện có khoảng cách sử dụng rất xa, cho phép cô do thám các vị trí trọng yếu trên bản đồ hoặc phát hiện ra các mối đe dọa. Kỹ năng cuối của Ash, đại băng tiện, bắn một mũi tên khổng lồ theo hướng mà bạn chọn. Mũi tên này sẽ bay mãi cho đến khi va phải tướng đối phương hoặc bay đến hết bản đồ. Khi va phải tướng đối phương, mũi tên băng sẽ vỡ tan, gây sát thương và làm choáng tướng bị va phải, đồng thời gây sát thương và làm chậm những cái địch ở gần đó. Thời gian làm choáng sẽ tùy theo quãng đường bay, tên bay càng xa choáng càng lâu. Ở thời điểm ban đầu của trận đấu, tập trung có thể đảm bảo rằng bạn có đòn đánh chí mạng nếu không sử dụng các đòn tấn công cơ bản khi đang đi đến đường. Điều này khiến Ash đặc biệt mạnh trong các cuộc chiến ở cấp độ 1. Ở đây, Ash sử dụng thất tiễn xạ và đòn tấn công chí mạng nhờ tập trung, ngay lập tức kéo nửa cây máu của Tristana dẫn đến chiến công đầu. Vào đầu trận, thất tiễn xạ là nguồn gây sát thương chủ yếu của Ash, giúp tạo áp lực lên đối phương. Nhờ thất tiễn xạ không liên quan gì đến các đòn đánh thường, cô có thể sử dụng ngay lập tức sau khi đánh Ezreal để đẩy hắn ra khỏi vị trí của lính. Mặc dù không gây sát thương, băng tiễn là kỹ năng tuyệt vời khác để quấy rối đối phương. Ở đây, Ash sử dụng nó để tạo uy thế trước Rafe, liên tục bắn thêm nhiều cú khi hắn rút lui. Băng tiễn và thất tiễn xạ trở nên vô cùng khủng khiếp khi kết hợp với nhau. Trong trường hợp này, Ash sử dụng nó để làm chậm không cho Ezreal đuổi theo Thresh. Khi hắn tính rút lui vào bụi để bỏ chạy, thất tiễn xạ khóa hắn lại đủ lâu để cô hạ gục hắn trước khi chuyển sang Zera. Mặc dù tác dụng chính là dò đường, ưng tiễn còn có thể giúp Ash truy đuổi những mục tiêu đang có ý định luồn lách. Ở đây, Ash dùng ưng tiễn để lấy tầm nhìn khi Blitzcrank lợi dụng bụi rậm để chạy trốn, vì thế cô có thể bắn thêm một đòn băng tiễn để bám đuổi mục tiêu. Khả năng thả diều tốt giúp cho Ash có thể chơi hộ báo khi đi đường. Khi Darius xuống găng, cô có thể rút lui, giữ kẻ địch ở xa bằng cách sử dụng liên tục băng tiễn và thất tiễn xạ. Sau đó, Ash trở thành kẻ truy đuổi, dùng băng tiễn để đeo bám khi Darius lỡ lên quá cao. Rồi Ash hỗ trợ tiêu diệt Darius khi đồng đội của cô tung cú móc thành công. Sau đó, cô quay qua tạo áp lực lên tướng chủ lực vật lý đối phương. Dùng tốc biến đến vị trí an toàn, cô dùng băng tiễn và thất tiễn xạ để giữ Ezreal lại trong lúc chờ Shen đến để tiêu diệt đối phương. Khi Ash đạt đến cấp 6, phạm vi sử dụng toàn bản đồ của đại băng tiễn khiến cho Ash luôn là một mối đe dọa dù cô đang farm ở đâu đó. Trong trường hợp này, Ash khiến cho một cuộc đấu 2 đấu 2 ở đường giữa thành 3 đấu 2 ngay cả khi cô không rời khỏi đường của mình. Khi mũi tên trúng Katarina, đồng đội của Ash dễ dàng hạ gục mục tiêu, khiến cho Diana phải rút về trụ. Khi bạn đang biến về, hãy kiểm tra tình trạng của đồng đội. Từ trong căn cứ, đại băng tiễn có thể bắn thẳng ra một trong 3 đường. Khi Shen đang chạy khỏi Vladimir, Ash đã bắn trúng đích, làm choáng Vladimir đang đứng một mình trong trụ. Thời gian làm choáng đủ lâu để trụ tiêu diệt hắn dù trước đó còn đầy máu. Khi đồng đội tổ chức ăn rồng, Ash dùng ưng tiện để kiểm tra vị trí đối phương. Biết được đối phương đang đến, đồng đội của Ash cảnh giác và di chuyển chọn vị trí và mở giao tranh nhắm vào Thresh, rồi Ash tung đại băng tiện để phối hợp. Khả năng làm chậm nhiều mục tiêu từ đại băng tiện khiến cho kẻ địch cô cụm lại khi Ash dùng thất tiện xạ lần thứ nhất. Ash dọn dẹp pha giao tranh với những cú băng tiện để đảm bảo không kẻ nào chạy thoát và dùng thất tiện xạ mỗi khi mục tiêu định cắt tầm nhìn bằng địa hình. Ash đụng phải Ven khi đang giúp Fizz cướp bùa xanh của đối phương. Dùng băng tiễn để làm chậm pha truy đuổi của Ven, Ash đoán rằng Ven sẽ lao vào Fizz để lấy mạng.
Thay vì vậy, Ven dùng tốc biến qua tường, gần như đã có thể chạy thoát. Dung tâm nhìn có được từ ưng tiễn và lính đồng minh, Ash dùng đại băng tiễn ở làm choáng Ven và dứt điểm bằng thất tiễn xạ. Ở giai đoạn cuối trận đấu, Ash trở thành một cỗ máy thả diều bất khả xâm phạm. Chỉ cần có đủ tốc độ đánh, cô có thể ngăn chặn hoàn toàn không cho kẻ địch lao vào mình. Trundle đuổi theo Ash và Orianna, nhưng không thể tiến lên vì khả năng làm chậm từ cả hai tướng này kết hợp lại. Khi xây dựng Ash, hãy kết hợp sát thương, tốc độ đánh và sự cơ động để phối hợp tốt với những chiêu thức làm chậm của cô. Hãy nhớ đến đòn đánh chí mạng từ tập trung. Nó khiến vô cực kiếm là một trang bị rất phù hợp nhờ khả năng tăng sát thương chí mạng. Với ngọc bổ trợ, hãy lên ngọc đỏ tăng sát thương vật lý, ngọc vàng tăng giáp và ngọc xanh tăng kháng phép, ngọc tím tăng tỷ lệ hút máu. Còn với bảng bổ trợ, bảng bổ trợ 2109 để tăng vào tốc độ tấn công, sát thương và tăng sát thương chí mạng ở bảng công, cùng với hồi năng lượng và giảm thời gian hồi phép bổ trợ ở bảng đa dụng. Dùng phép bổ trợ lá chắn hoặc thanh tẩy và tốc biến. Chúng sẽ giúp cho bạn sống sót trong những pha giao tranh hoặc loại bỏ các kỹ năng vô hiệu hóa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tiêu điểm tương Ash cùng băng. Hãy đăng ký kênh của Ghana TV và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận.